Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán lý hóa từ lớp 1 tới lớp 12. Các em nhớ đăng ký kênh Thầy Liêm để xem những video clip bài giảng tiếp theo. Trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 3 trang 140 các số đến 100.000. Rồi các số có 5 chữ số ha. Như vậy là các số 5 chữ số là gồm có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn. Giờ như vậy là hàng đơn vị thì mình có là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 đơn vị thì mình biết là số 6. Hàng chục thì có một chục, mình biết là số 1. Hàng trăm thì có 300, ở đây mình biết số 3. Hàng nghìn thì có 2.000, đây mình biết số 2. Hàng chục nghìn, mình có một chục nghìn, hai chục nghìn, ba, bốn. Như vậy biết là số 4 có nghìn 40.000. Giờ như vậy mình sẽ viết số là 4, 2, 3, 1, 6. Rồi như viết số là 4, 2, 3, 1, 6. Và khi mình đọc thì hàng này là hàng chục nghìn, có nghĩa là mình đọc là 42.316. 40 ha, 42.316. Giờ như vậy là mình sẽ đọc viết thì là 42316, còn đọc là 42, này là 42 ha, nghìn 316. Rồi cái bài này cũng tương đối đơn giản nhé. Mình sẽ qua bài 1 luôn nhé. Mình qua phần bài tập bài 1 luôn nhé. Giờ bài 1 của mình trang 140 viết theo mẫu, câu A mẫu. Mình sẽ có mẫu như thế này ha. Hàng, đây là hàng đơn vị gồm có 1, 2, 3, 4, 4 đơn vị, viết số 4 đây. Hàng chục có 1 chục, viết số 1 đây. Hàng trăm thì có 200, viết số 2 ở đây. Và hàng nghìn thì có 3.000, viết số 3 ở đây. Và hàng chục nghìn cũng có 30.000, nên viết số 3 ở đây. Thì mình sẽ viết là 33214. Mình sẽ viết số là 33214. Còn đọc thì mình sẽ đọc là 33214. Đọc số 33214. Giờ mình sẽ làm câu 1B ha. Làm bài 1 câu B, mình giống theo cái mẫu này. Giờ câu 1B ha. Câu 1B thì mình sẽ làm giống như câu 1A thôi. Người ta cũng cho mình cái bảng. Hàng đây là hàng đơn gồm có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn. Như vậy mình đếm đơn vị một. Đây có hai đơn vị thì mình viết là viết số 2 nhé. Giờ hàng chục thì có một chục, viết số 1. Hàng trăm thì mình có 300, viết số 3. Hàng nghìn thì có 1, 2, 3, 4, viết số 4 ha, có nghĩa là 44.000. Hàng chục nghìn thì có 1, 2, như 20.000 thì viết số 2. Giờ như vậy mình đọc số, mình viết số trước ha. Giờ mình sẽ làm. Rồi trong tập thì các em sẽ vẽ lại cái bảng này ha. Trong tập thì mình sẽ vẽ lại cái bảng này. Sau đó mình điền số dưới đây. Rồi sau đó mình sẽ viết giống như vậy ha. Như vậy là khi mình viết số thì mình sẽ viết giống là 24312. Giờ viết số 24312. Còn đọc số thì mình đọc là 24312. Giờ đọc số là 24312. Mình sẽ làm giống như thế này nha. Giờ câu 1B này cũng tương đối dễ nha. Mình làm theo mẫu là được ha. Mình sẽ qua tiếp bài số 2 luôn nha. Giờ mình qua bài số 2 nha. Viết theo mẫu. Hàng thì mình gồm có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn. Như vậy hàng đơn vị là số 2, hàng chục là số 5, hàng trăm là số 3, hàng nghìn là số 8 và hàng chục nghìn là số 6. Như vậy khi mình viết số mình theo viết theo thứ tự ha, từ trái qua phải. Như vậy là 68352. Rồi như vậy viết số là 68352. Và khi mình đọc thì mình sẽ đọc phần chục nghìn trước rồi tới nghìn. Như vậy là 68 này hàng nghìn. Số 68 này đứng hàng nghìn thì mình đọc là 68352. Mình đọc số như thế này ha. 68352. Giờ những cái phần dưới mình cũng làm vậy.
Rồi, mình sẽ tương tự nha, dòng dưới mình làm tương tự. Giờ đây người ta cho sẵn đi. Hàng đơn vị là số 7, hàng chục là 8, hàng trăm là 1, hàng nghìn là 5 và hàng chục nghìn là 3. Bây giờ mình quyết, nếu mình quyết số mình sẽ quyết theo cái tự tự từ trái qua phải ha. Như vậy là 35187, 35187. Còn khi mình đọc thì mình đọc hai cái số hàng nghìn ha. Đây là 35 này, số 35 này đứng ở hàng nghìn. Như mình đọc là 35.187, giờ quyết số là 35.187. Mình cứ quyết số và quyết chữ bình thường nha. Này cũng dễ nha, mình qua tiếp phần dưới nha. Giờ phần dưới đây mình có là hàng đơn vị là 1, hàng chục là 6, hàng trăm là 3, hàng nghìn là 4 và hàng chục nghìn là 9. Như giờ mình quyết số thì là mình quyết từ trái qua phải thôi. 94361, 94361. Đọc số đây là mình đọc 94 này, số 4 hàng nghìn ha. Bây giờ mình đọc là 94.361 nhé. Giờ viết chữ ra 94.361. Giờ cái này cũng dễ, mình sẽ qua tiếp cái phần tiếp theo ở dưới nha. Giờ mình có là hàng đơn vị là số 6, hàng chục là số 3, hàng trăm là số 1, hàng nghìn là số 7 và hàng chục nghìn là 5. Như vậy 57 này, số 7 đứng hàng nghìn. Như vậy mình đọc là 57.136. Giờ mình viết chữ nha, theo cách đọc của mình nha. 57.136 ha. Mình viết chữ nha. 57.136. Giờ tiếp theo. Giờ tiếp theo giờ đây là hàng đơn vị là số 1. Hàng chục cũng số 1, hàng trăm số 4, hàng nghìn số 5 và hàng chục nghìn là số 1. Như vậy mình quyết số từ trái qua phải thôi. 15411, 15411. Rồi có đọc là năm này là hàng nghìn, mình đọc là 15411. Giờ quyết số, quyết chữ ra nha. 15411. Giờ như vậy là mình xong công, mình xong bài 2 nha. Bài 2 các em sẽ cho chép cái bảng này vô và điền điền những cái số này vô và viết những cái chữ giống như vậy nha. Cái bài 2 này mình sẽ viết vô tập theo giống như vậy nha. Giờ bài 2 này cũng tương đối đơn giản nha. Mình sẽ qua tiếp bài 3 luôn nha. Giờ như vậy câu số 3 người ta yêu cầu mình đọc các số nha. Đây là 23116, 12427, 3116 và 82427. Như vậy mình đọc số này như mình đọc như thế nào nè. Như vậy mình số 3 này là đứng hàng nghìn, như vậy mình đọc là 23.116. Rồi mình đọc giống vậy nha. Rồi tiếp theo số 2 này mình đứng hàng nghìn, như vậy mình đọc là 12.427. Giờ cái này mình sẽ đọc như thế nào nè. Cái số 3 này hàng nghìn ha, phía trước nó không có gì, như vậy mình đọc là 3.116 nha. Rồi còn này 82, 82 số 2 này đứng hàng nghìn, như vậy mình đọc là 82.427. Giờ các em cách đọc thì đơn giản thôi nhé. Các em nhớ chưa nè. Thầy sẽ giải thích một lần nữa nha. 20 23116, số 3 2, số 3 này đứng hàng nghìn. Phía trước nó có số 2, như vậy là đọc là 23.116. Còn đây là số 2 đứng hàng nghìn, phía trước nó có số 1 nữa, thì mình đọc là 12.427. Và 3 3 này đứng hàng nghìn, phía trước nó không có gì, mình đọc là 3.116. Và 82 số 2 đứng hàng nghìn, như đọc là 82.427. Giờ đọc số thì cũng tương đối đơn giản nha. Rồi ok hết chưa, các em hiểu bài hết chưa nè. Mình sẽ qua tiếp bài bài 4 luôn nha. Giờ bài 4 người ta cho gì nè. Người ta cho là các ô vuông nha, nó sẽ tăng dần theo một quy tắc nào đó. Như vậy 60.000 qua tới 70.000, như vậy từ qua đây thì nó sẽ tăng mỗi ô cách nhau 10.000 đúng không? Như vậy từ 60.000 qua 70.000 là tăng 10.000. Như vậy 70.000 mà tăng thêm 10.000 thì bằng bao nhiêu? Là 80.000 nhé. Đúng không? Đúng không nè. Giờ 80.000 mà tăng thêm 10.000 sẽ bằng bao nhiêu? Là 90.000. Rồi. Này cũng đơn giản nhé. Mình sẽ qua tiếp phần dưới luôn nha. Giờ phần dưới người ta cho tiếp cái gì nè. 23.000. Giờ qua ô bên đây sẽ là 24.000. Như vậy mỗi ô cách nhau bao nhiêu nè? 23.000 mà qua 24.000 thì là
là tăng 1.000 đúng không nè. Như vậy này là 23.000, 24.000 thì tới kiếp tới tiếp theo tăng thêm 1.000 nữa là thành 25.000 đúng không? 25.000 tăng thêm 1.000 thành 26.000, 26.000 mà tăng thêm 1.000 thành 27.000 đúng không nè. Giờ mình tiếp xuống phía dưới nha. Rồi 23.000, ô này là 23.000, mình qua bên đây là mình thấy là 23.100, có nghĩa là tăng bao nhiêu nè, 100 đơn vị đúng không nè. Rồi 23.100 qua bên đây là hình 23.200, có nghĩa là tăng tiếp 100 đơn vị đúng không. Như vậy là 23.200 cộng thêm 100 thành 23.300, và 23.300 cộng thêm 100 thành 23.400. Giờ video clip đến đây là kết thúc. Các em nhớ đăng ký kênh Thầy Liêm để xem những video clip bài giảng tiếp theo nhé. Các em chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.